chúng ta cùng xem xét 13 mẫu xe điện tăng tốc nhanh nhất 0,60 giây, theo tuyên bố của nhà sản xuất từ những thứ bạn có thể lái ra khỏi phòng trưng bày ngày hôm nay, cho đến những mẫu xe sẽ ra mắt trong những tháng và năm tới. Đầu tiên, Audi RS e-tron GT Quattro với tốc độ 3,1 giây có liên quan rất mật thiết với Porsche Taycan. Phiên bản mạnh mẽ nhất của Audi e-tron GT cũng nhanh chóng tương tự, sử dụng cùng một hệ thống động cơ đôi và truyền hai tốc độ. RS có thể triển khai 637 bhp quá mức công suất bình thường là 590 bhp để mang lại thời gian 0 đến 60 dặm trên giờ nhanh chóng mặt 3,1 giây. Tốc độ đó không nhanh như Porsche cũng chỉ giới hạn ở 155 dặm trên giờ. Nhưng nó đủ để chiếc xe 4 chỗ ngồi yên tĩnh và tinh tế này có thể quét sạch hầu hết các siêu xe sử dụng động cơ đốt trong. Một kỳ tích còn khó tin hơn khi bạn nhận ra nó nặng tới 2.347 kg. Tesla Model 3 với tốc độ 3,1 giây với vị thế là nhà sản xuất xe điện thuần túy hàng đầu, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi tìm thấy một hoặc bốn chiếc Tesla trong danh sách này. Điều đáng chú ý nhất về Model 3 là đó là mô hình bánh mì và bơ của công ty, một đối thủ của BMW 3 Series trong bối cảnh của những người khác ở đây là giá cả phải chăng và có thể sử dụng được. Trong vỏ bọc dẫn động 4 bánh 449 bhp hàng đầu, nó sẽ chạy nước rút đến 60 dặm trên giờ trong 3,1 giây. Thật đáng kinh ngạc, các bản cập nhật qua mạng trong tương lai có thể cho phép chủ sở hữu nhấp vào một nút để có tốc độ nhanh hơn. Lotus Evija với tốc độ dưới 3.0 giây. Khi Lotus cuối cùng tiết lộ các số liệu hiệu suất chính thức cho siêu xe 1.923 bhp của mình, có khả năng nó sẽ tăng lên trong danh sách này. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ phải làm với tuyên bố bi quan của công ty Northrop là ít hơn 3 giây cho bài kiểm tra 0 đến 60 dặm trên giờ và tốc độ tối đa trên 200 dặm trên giờ. Dù thực tế ra sao, Evija có thể sẽ là một trong những chiếc xe thú vị nhất khi lái xe nhờ trọng lượng lề đường mục tiêu hàng đầu là 1.700 kg và các chế độ lái được phát triển cẩn thận được thiết kế để tối đa hóa tiềm năng, hiệu suất khổng lồ. NIO EP9 với tốc độ 2,7 giây, bạn có thể tranh luận rằng NIO không nên có trong danh sách này, điều gì xảy ra với EP là nguyên mẫu thử nghiệm. Tuy nhiên, công ty do Trung Quốc hậu thuẫn đã chế tạo và bán 16 mẫu máy dẫn động 4 bánh 1.341 bhp. Ngoài ra nó còn giữ kỷ lục vòng đua Nürburgring cho một chiếc ô tô sản xuất 6 phút 45,9 giây. Trên thực tế, hiệu suất đường đua là nơi NIO vượt trội và đã được xây dựng theo các thông số kỹ thuật của FIALMP1. Nó thực sự là một tay đua ngụy trang mỏng. Do đó thời gian 0 đến 60 dặm trên giờ là 2,7 giây, đáng thất vọng của nó. Porsche Taycan Turbo S với tốc độ 2,6 giây, thực sự không thể nói quá tầm quan trọng của Taycan. Đây là một trong số ít những chiếc xe trong danh sách này được thiết kế và chế tạo bởi một nhà sản xuất xe hơi lâu đời. Mặc dù hầu hết ở đây có giá cao ngất ngưởng và số lượng hạn chế, nhưng Porsche là mẫu xe sản xuất hàng loạt có thể sử dụng được như các mẫu xe đốt trong của hãng. Khả năng của Turbo S để đánh bay bạn từ bế tắc đến 60 dặm trên giờ trong 2,6 giây thật đáng kinh ngạc và tốc độ tối đa bị giới hạn ở 162 dặm trên giờ. Ấn tượng hơn là khả năng xử lý hấp dẫn và độ sâu của kỹ thuật làm cho cảm giác này giống như một chiếc Porsche như 911. Tesla Model X kẻ sọc với tốc độ 2,5 giây có vẻ như hơi lố bịch khi chiếc Tesla Model X 7 chỗ ngồi lái cao có thể tăng tốc lên tới 60 dặm trên giờ trong thời gian ngắn hơn so với Taycan. Chỉ cần nghĩ về điều đó trong một giây, một chiếc SUV nặng 2,5 tấn bọc da có thể tăng tốc nhanh hơn hầu hết các siêu xe, bất kể phương tiện động cơ của chúng là gì. Chìa khóa dẫn đến tốc độ đáng kinh ngạc của Tesla là bộ ba motor 1.006 bhp mới mà nó chia sẻ với Model S Plaid, cho phép chiếc xe 7 chỗ dẫn động 4 bánh này đi từ trạng thái đứng yên lên 60 dặm trên giờ trong 2,5 giây đáng ngạc nhiên.
Lucid Air với tốc độ dưới 3.0 giây được cho là một trong những sự kiện EV được mong đợi nhất trong năm. Lucid Air có tiêu đề bí ẩn, không thiếu những con số gây chú ý. Được phát triển ở California và có ngoại hình xe ý tưởng đẹp mắt trong phiên bản Dream Edition hàng đầu, chiếc xe bán tải 4 cửa sang trọng hứa hẹn có công suất lên tới 1.065 bhp từ động cơ điện đôi. Hứa hẹn cho tốc độ tối đa 235 dặm/giờ và tuyên bố nó sẽ đi được quãng đường 520 dặm giữa các lần sạc. Tất nhiên, nó cũng nhanh chóng vượt trội. Mặc dù chỉ nặng hơn 2 tấn và có thể tăng tốc từ trạng thái đứng yên lên 60 dặm/giờ chỉ trong 2,5 giây. Không chỉ bản thân chiếc xe cũng nhanh, bởi vì nó được tuyên bố rằng e có thể xử lý sạc nhanh lên đến 300 kW, có nghĩa là phạm vi 300 dặm có thể được thêm vào chỉ trong 20 phút. Faraday Future FF91 với tốc độ 2,2 giây, công ty khởi nghiệp Trung Quốc Faraday tuyên bố đang thực hiện một cách tiếp cận khác để sản xuất ô tô. Một cách tiếp cận phản ánh những gã khổng lồ công nghệ như Apple. Nó coi quán rượu FF91 lớn của mình như một nền tảng để bán các dịch vụ kỹ thuật số và không nghi ngờ gì nữa truy cập dữ liệu nhiều như một chiếc xe hơi. Mặc dù vậy, nó chắc chắn là một nền tảng trực tuyến nhanh chóng. Bộ ba động cơ của nó phát triển 1.035 bhp và dấu gạch ngang 0 đến 60 dặm/giờ được cho là sẽ kết thúc chỉ trong 2,2 giây. Hiện tại không có kế hoạch đưa nó đến châu Âu, nhưng ở Mỹ, nó sẽ có giá từ 90.000 bảng Anh khi bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay. Pininfarina Battista với tốc độ 2.0 giây dưới lớp da bằng sợi carbon tròn trịa của Battista là hệ thống truyền động tương tự được sử dụng trên Rimac C-Tu. Với 4 motor và công suất kết hợp 1.877 bhp. Hiệu suất rất khủng khiếp và mặc dù số liệu chính thức chưa được công bố, những người trong cuộc cho rằng thời gian 2 giây 0 đến 60 dặm/giờ là trên thẻ. Mặc dù có liên quan mật thiết đến Rimac, cả hai chỉ chia sẻ khoảng 50% thành phần của họ, vì vậy 150 người mua Pininfarina trị giá 2 triệu bảng Anh sẽ nhận được một cỗ máy đặt riêng. Mức giá quá đắt đã bao gồm đào tạo lái xe trên một chiếc xe công thức E do công ty mẹ Mahindra điều hành. Tesla Model S kẻ sọc với tốc độ 1,99 giây. Model S được cho là chiếc xe ấn tượng nhất trong danh sách này, bởi vì nó không phải là siêu xe trị giá hàng triệu bảng Anh được chế tạo từ vật liệu Unitanium với số nút bấm. Sự xuất hiện của phiên bản kẻ sọc mới có nghĩa là bạn có thể đi bộ đến đại lý Tesla của mình vào ngày mai và bạn có thể lái xe đi trong phiên bản kẻ sọc 1.006 bhp mới và ở bộ đèn giao thông đầu tiên. Phát ra tiếng nước rút 0 đến 60 dặm/giờ chỉ trong 1,99 giây. Nội thất tối giản mới với tay lái được cắt giảm sẽ không phù hợp với mọi sở thích, trong khi việc xử lý vẫn giống như một cuộc trò chuyện với một bức tường đá khô. Nhưng để tăng tốc ra vào thì không có một chiếc xe gia đình 4 cửa nào trong thế giới có thể chạm vào Tesla. Tesla Roadster với tốc độ 1,9 giây, bên cạnh sự chậm trễ và bao quanh bởi sự cường điệu, Roadster thế hệ thứ 2 là một mẫu xe đầy tham vọng ngay cả theo các tiêu chuẩn của Tesla. Siêu xe được cung cấp năng lượng bởi pin 200 kWh liên kết với 3 động cơ điện, một phía trước và hai phía sau, cung cấp khoảng 1.000 bhp, công ty không tiết lộ con số chính xác. Chạy nước rút 0 đến 60 dặm/giờ được cho là chỉ mất 1,9 giây và tốc độ tối đa vượt quá 250 dặm/giờ, nhưng được cho là những con số đáng chú ý nhất là phạm vi 620 dặm và giá chào bán 189.000 bảng Anh. Nó có thể, hoặc có thể không, đến vào năm 2022. Rimac C-Tu với tốc độ 1,85 giây. Rimac là một lão làng trong lĩnh vực xe thể thao chạy điện. C-Tu hoang dã là mẫu xe sản xuất thứ hai của công ty Croatia. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018 và với thời gian giao hàng cho khách hàng vào năm 2021. Cỗ máy thân bằng sợi carbon 1914 bhp được cho là có thể điều khiển 0 đến 60 dặm/giờ trong 1,85 giây và crash 186 dặm/giờ trong 11,8 giây khó thở.
Một bánh xe điện ở mỗi góc cho phép xử lý hoàn toàn bằng vector moment xoắn, trong khi pin 120 kWh của nó hứa hẹn hơn 400 dặm giữa các lần sạc, một con số gần như bắt mắt với mức giá 2 triệu bảng Anh. Spark Out với tốc độ 1,72 giây, công ty siêu xe điện non trẻ của Nhật Bản đã không lãng phí thời gian để khẳng định danh hiệu chiếc xe nhanh nhất thế giới. Được cung cấp năng lượng bởi 4 động cơ điện với công suất kết hợp đáng kinh ngạc là 1985 bhp. Out đã vượt qua tốc độ 0-60 dặm/giờ trong 1,72 giây và những người sáng tạo ra nó cho rằng có khả năng tăng thêm vài phần 10 so với con số này. Tốc độ tối đa được công bố là 249 dặm/giờ. Trong khi pin 64 kWh được phát triển đặc biệt cho phạm vi được tuyên bố là 280 dặm. Aspark có kế hoạch chỉ sản xuất 50 ví dụ về cú, mỗi chiếc có giá 2,5 triệu bảng. Như 13 chiếc xe này cho thấy tăng tốc xe điện là những cỗ máy tốc độ thích hợp. Chia sẻ hữu ích nhé!